Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Kêu thấu trời cao, đón vận may liên tiếp, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ào về như thác lũ, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, trời có nắng có mưa, có nóng có lạnh, vạn sự thế gian thay đổi và không có gì bất biến. Trong tử vi cho thấy, trung vận của Tân Sửu, họ là người cầm cờ đỏ, đứng đầu vận đen, tức là xui nhiều hơn may, đau nhiều hơn vui, trắc trở, khó khăn nhiều hơn hanh thông, thuận lợi. Trong cái đoạn tiền trung vận đó, công sức đổ vào nhiều mà thu hoạch thì chưa tương xứng. Tử vi học có nói rằng, cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh vượng, lúc thất bát, chẳng ai có thể đoán trước được. Cùng với sự xoay dần không ngừng đổi thay qua mỗi ngày của thời thế, vận khí của 12 con giáp cũng có những sự biến đổi liên tục. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người nào biết nắm chắc cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn người đó sẽ thành tựu thăng hoa. Chặng đường năm 2024 đã đi quá nữa, nhiều người đặt ra cho mình những mục tiêu và dự định để đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu năm. Ai cũng mong mình sẽ là con giáp bùng nổ tài lộc, được hưởng giàu sang phú quý. Thế nhưng, đời đâu như là mơ và luôn có những khúc cua, khúc quanh co, luôn thử thách bản lĩnh và ý chí kiên cường của mỗi chúng ta. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Tân Sửu lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, tôi không thích cái suy nghĩ nửa đời rồi mà sao không cứ bình bình mà trôi. Tân Sửu không cố gì bản thân thì cũng còn có thân sinh phụ mẫu, còn cả một bầy con cái, thế hệ sau đang trông chờ. Nên giờ là thời điểm vàng để có thể cố, giờ là lúc sức khỏe Tân Sửu hãy còn, sức trẻ Tân Sửu vẫn có, sức bền Tân Sửu cũng duy trì được. Chứ để thêm vài năm, lúc đấy cơ năng trong cơ thể Tân Sửu bắt đầu trì trệ, khi đó mới muốn đấu một trận thì quả thật đậm chất vô lão, cố quá mà dễ gãy người. Vấn đề của Tân Sửu là gì? Một là họ không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn cảnh. Hai là có thể là một thời gian họ sẽ mất đi động lực để duy trì, hoặc giả chưa hiểu rõ cái khái niệm kỷ luật, cách thức để có được sự nhất quán trong hành vi, trong suy nghĩ khi nhập cuộc. Ba là có thể họ có tham vọng nhưng hiện giờ họ hơi hèn đi một tí, vì đời phải cho đi nhiều quá, cũng bắt đầu mòn đi một tẹo, vì tuổi tác, môi trường xung quanh, những kẻ bàn lùi, cũng có chút sợ nhiều hơn một xíu, vì lỡ thua thì những trách nhiệm chồng chéo trên vai sẽ phải xử lý kiểu gì. Đầu tiên, sẽ là đôi nét đặc trưng về tính cách của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thuộc hành thổ trong ngũ hành với thiên can tăng, mang ý nghĩa kim loại,
tượng trưng cho sự thanh khiết, sắc bén và bền bỉ, kết hợp với hình ảnh của con giáp Sửu, tức là con trâu, biểu tượng của sự chịu đựng, cần mẫn và trung thành. Tuổi Tân Sửu thể hiện sự hòa quyện dưới sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Với tính cách kiên định và sắc bén, người tuổi Tân Sửu thường mang cho mình tính cách bền bỉ, chăm chỉ và đáng tin cậy. Họ là những người biết làm việc một cách tận tâm, kiên nhẫn và không ngại đối mặt với khó khăn. Thiên can tăng với yếu tố kim giúp họ có sự cứng rắn và khả năng chịu đựng cao, không dễ dàng bị gục ngã trước thử thách. Họ luôn có kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng làm việc cật lực để đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu còn rất chân thành và trung thực. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng giữ lời hứa của mình trong các mối quan hệ. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp đáng tin cậy, luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác. Sự kiên định và lòng trung thành khiến họ trở thành trụ cột vững chắc trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Tân Sửu cũng có thể trở nên khá cứng nhắc và bảo thủ. Họ có xu hướng giữ vững quan điểm của mình và khó chấp nhận sự thay đổi. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc khó thích ứng với những tình huống mới và đôi khi gây ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Họ cần học cách linh hoạt hơn và mở lòng để có thể tiếp thu những ý kiến, quan điểm khác nhau. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Sửu luôn cố gắng xây dựng sự tin tưởng và lòng trung thành. Họ biết rằng, để duy trì một mối quan hệ bền vững thì cần phải có sự chân thành và kiên nhẫn. Họ luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác và coi trọng tình cảm gia đình, bạn bè. Người tuổi Tân Sửu với tính cách bền bỉ, chăm chỉ và trung thực là hình ảnh của sự kiên nhẫn và quyết tâm. Trong hành trình cuộc đời người, tuổi Tân Sửu hiểu rằng sự chăm chỉ và kiên nhẫn là chìa khóa để đạt được hạnh phúc và thành công. Họ nhận ra rằng dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, chỉ cần giữ vững lòng kiên định và nỗ lực không ngừng, họ sẽ vượt qua được tất cả. Họ biết rằng không có gì đến một cách dễ dàng và thành công chỉ đến với những ai sẵn lòng làm việc chăm chỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Người tuổi Tân Sửu cũng hiểu rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần cứng nhắc và bảo thủ. Đôi khi sự linh hoạt và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng sẽ giúp họ dễ dàng vượt qua những biến cố bất ngờ. Họ học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ người khác, nhận ra rằng mỗi người đều có điều gì đó để dạy cho họ. Trên con đường nhân sinh, họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn tiến lên phía trước. Chính sự kết hợp sức chịu đựng và tính cách sắc bén đó làm nên nét đặc biệt của người tuổi Tân Sửu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công vững chắc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một tháng mới bình an, tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có, tử vi dự đoán. Bước sang thời điểm 15 ngày đầu tháng 8 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu khởi sắc bất ngờ, dí như ánh mặt trời chiếu rọi, xua đi làn mây u ám. Nhờ có quý nhân tam hợp phù trợ, công việc tiến triển khá thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu cần lưu ý, dù có đạt được thành công nhưng đừng vội đắc ý, kẻo hút giận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại. So với tử vi trước đó, thì thời điểm này tài vận của tuổi Tân Sửu khởi sắc, có tài tinh cao chiếu. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, người tuổi Tân Sửu chỉ cần lưu ý trong đầu tư biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm. Bản mệnh lại được quý nhân tam hợp tỵ dậu sửu, nên công việc và tình cảm đều khá thuận lợi. Hung tinh duy nhất thời điểm này này là bạch hổ chủ quả huyết quan, có đềm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền. Thời điểm này, người tuổi Tân Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, cần hết sức thận trọng khi vướng vào tranh chấp. Tiếp theo ngay sau đây, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc. Bản mệnh có quý nhân tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tân Sửu mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, nên mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Thời điểm này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tân Sửu, bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế,
nên bản mệnh tự tin ở vị trí công việc mới. Có điều thời điểm này bản mệnh lâm đất dưỡng, nên có xu hướng thu mình lại, ngại thể hiện khả năng, nên đó sẽ là điểm trừ trong mắt lãnh đạo, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến. Bản mệnh nên nhớ, làm gì cũng vậy, bản mệnh cũng cần mạnh dạn xông xáo thực hiện, có như vậy mới cho ra kết quả tốt. Ít ai dám đảm đương những công việc khó, nhưng một khi đã làm được, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Theo phong thủy phi tinh, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Tại đây, người tuổi Tân Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trường khí phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc, bạn làm càng thuận lợi. Từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng đối người tuổi Tân Sửu, chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ cho công việc làm ăn của bản mệnh. Bên cạnh việc xây dựng quan hệ với người có chức, có quyền, bản mệnh cũng chớ quên tạo mối quan hệ hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Trong nhiều trường hợp, để thăng tiến, bạn cũng cần có sự ủng hộ của mọi người nữa. Tuổi Tân Sửu cần phải nhận ra rằng yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ. Cái quan trọng nhất lúc này chính là sự quyết đoán của bản thân bạn. Tân Sửu cần có sự nhất quán về mục tiêu và kế hoạch, chớ nên để mình lung lay vì những lời bàn ra tán vào hoặc quan điểm của mọi người xung quanh. Với những ai có ý định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thời điểm này, bản mệnh sẽ được cấp trên tiếp thêm động lực, có tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, khiến tỷ lệ thành công cao hơn hẳn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của người tuổi Tân Sửu cho thấy có điểm sáng bất ngờ về tài lộc nhờ tài tinh cao chiếu. Theo đó, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch đáng kể. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Với những ai đó thực sự nỗ lực phấn đấu hết mình vì công việc, bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương hoặc tiền thưởng hoặc mức hoa hồng, tỷ lệ được chấp thuận khá cao. Người làm chủ doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán tự do có một tháng tất bật, việc kinh doanh tiến hành thuận lợi, nhận được nhiều đơn đặt hàng, ký kết hợp đồng suôn sẻ, tuổi Tân Sửu cũng có thể tham gia đầu tư ở một vài hạng mục như bất động sản, nhà hàng ăn uống, thẩm mỹ. Nếu không có nhiều thời gian để tự mình tiến hành, bản mệnh có thể góp vốn và ăn chia lợi nhuận. Có điều, tuổi Tân Sửu cần lưu ý ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ có thể gây điềm phá tài, nhắc nhở bản mệnh thật sáng suốt và tỉnh táo trong kinh doanh, hợp tác làm ăn, đừng để bị dụ dỗ bằng dăm ba lời ngon ngọt mà tiền mất tật mang. Người tuổi Tân Sửu cũng không thua kém ai trong chuyện tiền bạc, nhờ tam hội trợ vận. Nói đến chuyện kiếm tiền thì tuổi Tân Sửu cực kỳ nghiêm túc và hăng hái, không thích những người không cùng chí hướng nói chuyện về tiền bạc với mình. Con giáp này cũng khá may mắn trong công việc. Đầu tháng, nhờ sự chăm chỉ của bản thân và sự phù trợ của tổ tiên, ai đi xa thì dạng dặm bình an, ai đang làm kinh doanh thì đắc hàng. Sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự hỗ trợ của tập thể sẽ giúp người tuổi này luôn có nghị lực và tinh thần chiến đấu cao, giành được lợi thế dẫn đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sáng tạo. Hiệu suất của Tân Sửu sẽ nổi bật hơn những người khác và có thể phát triển ổn định thời điểm này. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi thấy rằng, về chuyện tình cảm, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, do được tương sinh nên quan hệ với cha mẹ, con cái rất tốt. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn. Người tuổi Tân Sửu trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác, nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt nhưng quá nhạy cảm, chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Tân Sửu cảm thấy bực tức. Tuổi Tân Sửu chú ý nhé, khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình khi tức giận.
Tân sử cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Tân Sửu khá dữ dội. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu thấy rằng bản mệnh bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này. Có điều, do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo Đông y thì mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe, cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc dưỡng ẩm, chống khô. Bản mệnh nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra cần đặc biệt lưu ý, cảnh mùa thu dễ gây cảm xúc buồn thương, nhất là với người Tân Sửu khi đang tuổi đã xế chiều. Cũng vì cảnh buồn người chẳng thấy vui nên tâm trạng dễ bực tức. Bởi vậy, bản mệnh cần phải giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Sửu sinh năm 1961? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1, cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của người tuổi Tân Sửu cho thấy, dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng không hề nhỏ, nhưng trong bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tinh thần làm việc hăng say, quên mọi sầu lo trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ai đó nhờ giúp việc gì nằm ngoài khả năng cho phép, bạn có thể từ chối thẳng thắn. Không nên vì cả nể mà ôm đồm nhiều việc, tới lúc việc không thành, thử hỏi ai đứng ra gánh vác trách nhiệm cho bạn. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên chuyển sang giai đoạn ổn định và gắn bó hơn. Kể từ đó, bản mệnh có thể yên tâm tập trung vào công việc, tha hồ mà phấn đấu mà không phải đau đầu nhức óc với những chuyện thị phi ngoài luồng. Thời điểm này là cơ hội để những người làm kinh doanh, buôn bán hốt bạc, sự tin tưởng của khách hàng và đối tác dành cho bạn gần như là tuyệt đối. Nhân đà này, Tân Sửu hãy mạnh dạn đưa ra lời đề nghị hợp tác làm ăn lớn, đôi bên cùng có lợi. Trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là sau khi có con cháu, người tuổi Tân Sửu càng thêm yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Thế mới biết, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Kinh tế gia đình ngày một đi lên, con cháu học hành ngoan ngoãn so với người cùng trang lứa, ít ai sánh bằng Tân Sửu. Trong thời điểm này, người độc thân cũng dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp, khi vận đào hoa ngày càng khởi sắc mạnh. Quý nhân là tuổi Tỵ và Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: tím, xanh lá. Con số may mắn: 16, 44, 20 và 89. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy sự lạc quan, vui tươi đúng với bản chất của người tuổi Tân Sửu đã quay trở lại trong thời điểm này. Bạn tự tin nói nhiều và đam mê với công việc hơn. Các tinh thiên dượng và thiên quyền mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho tuổi Tân Sửu, không cần phải vắt óc suy nghĩ. Bạn vẫn có được ý tưởng hoặc dự án kinh doanh mới, điều đó hứa hẹn một khoảng thời gian đầy ắp thành công và tài lộc. Tư duy và cách suy nghĩ của người tuổi Tân Sửu trở nên nhanh nhạy và hoạt bát hơn. Theo đó, những ai làm trong các lĩnh vực như biên tập, sáng tác văn thơ, truyền thông sẽ tìm ra nguồn cảm hứng mới, thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa. Với những người muốn thay đổi công việc sẽ được quý nhân hướng dẫn mọi đường đi nước bước, giúp Tân Sửu nhanh chóng bắt kịp tốc độ làm việc của mọi người. Bản mệnh được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán cũng có một thời điểm tất bật, nên doanh thu tốt không chỉ là do khách hàng mới tìm đến, mà những bạn hàng cũ cũng tăng lượng đầu tư. Bạn có thể lên danh sách tặng quà cho những khách hàng đó, vừa có thể tri ân họ, lại giúp thắt chặt các mối quan hệ. Người tuổi Tân Sửu lưu ý tránh hợp tác với người tuổi Mùi và Tuất, kẻo sẽ xảy ra tranh chấp.
vận trình tình cảm của người tuổi Tân Sửu trong thời điểm này bình ổn, không có nhiều biến động, dù đôi bên khó tránh mâu thuẫn. Nhưng trên hết, sức mạnh tình yêu đủ lớn để xóa đi mọi ranh giới, mang tới cuộc sống hài hòa, tốt đẹp cho Tân Sửu và những người thân yêu. Nhiều khả năng gia đình Tân Sửu sẽ có chuyến du lịch xa, ngoài việc trải cảm giác thú vị, mới lạ, các thành viên trong nhà càng gắn bó, thân thiết với nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tân Sửu bày tỏ tình cảm với đối phương. Sức mạnh của thiên vượng cát tinh sẽ rút ngắn khoảng cách lứa đôi, mang đến cho Tân Sửu niềm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân được sao thiên quyền phù trợ, có người mai mối ắt tìm được tình yêu chân chính. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân. Màu sắc may mắn: trắng, y xám. Con số may mắn: 29, 58, 43 và 75. Bí quyết cải mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Người xưa có câu: tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, hay có người lại nói: đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào căn. Nhưng tất cả chúng đều mang ý nghĩa rằng một người có thể trở thành đại phú hay không là do ông trời đã định, chúng ta không có cách nào để thay đổi được. Trong khi đó, một người muốn trở thành tiểu phú, người có cuộc sống khá giả thì cần phải có sự nỗ lực cá nhân, cần kiệm mà thành. Hay tạm hiểu rằng, trong mệnh mình có cái gì thì dù hiện tại chưa như ý, nhưng sau này mình cũng sẽ được hưởng mà thôi. Ngược lại, trong mệnh không có thì dù có cưỡng cầu cũng không ích gì. Ví như ai có số trung lưu, do có phúc phần tích tư kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói, nếu họ gặp vấn đề sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, bản thân dù cố gắng hết sức thì cũng ở mức no đủ, không lên đến đại phú. Còn số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác. Cứ hay lận đận mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ, cố gắng hết sức thì cũng dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào số đại phú, họ thường được đưa tới những cơ hội để không ngừng vươn lên, tiền bạc có thể đổ về, họ muốn ngừng làm việc cũng không được. Thế nên thông qua câu nói này, người xưa muốn đăng dạy chúng ta rằng, hiện tại của ta dù thế nào cũng không quá quan trọng, chưa giàu thì đừng buồn sầu, mà đang sung sướng cũng đừng vội kiêu căng, dù bạn là ai cũng cứ sống cần kiệm, liêm chính, cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, cái gì là của mình rồi sẽ đến. Câu nói trên rất đề cao việc chúng ta sống cần kiệm, nhằm đảm bảo cuộc sống an vui, tránh xa nghèo khó, nhưng cũng phải biết đủ. Vậy ta phải biết đủ để tâm thôi mệt mỏi, vì thậm chí trường sinh bất lão hay của cải chất đầy có khi là vô nghĩa. Cũng đừng mong làm giàu nhanh chóng, vì phước đức của ta cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.